Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Covid-19 tại Mỹ, Donald Trump huy động luật thời chiến chống đại dịch. Tất cả 52 tiểu bang của Mỹ đều bị lây nhiễm siêu vi corona chủng mới. Tiếp theo các biện pháp phong tỏa thành phố. Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Donald Trump thông báo kích hoạt luật thời chiến để ngăn chặn dịch mà ông gọi là siêu vi Trung Quốc. Đạo luật sản xuất quốc phòng ban hành vào tháng 8 năm 1950 để đối phó với chiến tranh Triều Tiên. Đạo luật này đã nhiều lần được áp dụng để phòng chống thiên tai, cuồng phong khủng bố, lo ngại bệnh viện ở Mỹ thiếu phương tiện, dụng cụ y khoa để đương đầu với làn sóng COVID-19. Từ nhiều ngày nay, giới chuyên gia y tế của Mỹ yêu cầu chính phủ huy động toàn lực, kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng năm 1950. Trong thời chiến tranh lạnh, đạo luật này cho phép chính quyền liên bang huy động sản xuất các loại, các loại hàng hóa, sản phẩm bảo đảm an ninh quốc gia, từ vũ khí cho đến trang thiết bị. Với đạo luật này, Hoa Kỳ sẽ tăng tốc sản xuất khẩu trang găng tay, bảo hộ và máy hô hấp nhân tạo. Một biện pháp nữa được chính quyền loan báo hôm thứ ba liên quan đến việc bố trí một tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ tại cảng New York, có phòng bệnh đặc biệt và đủ nhân sự y tế, cung cấp bệnh nhân COVID-19. Tàu quân y này sẽ là nơi tiếp nhận các ca giải phẫu nhằm giúp cho các bệnh viện dân y trên đất liền chống dịch bệnh do virus corona gây ra loại virus mà Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn gọi là siêu vi Trung Quốc. COVID-19, Pháp chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp y tế. Thủ tướng Edouard Philippe thông báo chính phủ chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn quốc hoặc một phần lãnh thổ Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại. Đây là một trong những dự luật được trình lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 18 tháng 3 năm 2020. Trong bối cảnh số người lây nhiễm tăng lên gấp đôi hàng ngày, Thủ tướng Philippe giải thích tình trạng khẩn cấp y tế được ban bố trong trường hợp nước Pháp phải đối mặt với một thảm họa về y tế, đặc biệt là khi nổ ra dịch bệnh ở quy mô lớn, đe dọa đến sức khỏe của người dân. Theo thủ tục, dự luật sẽ phải được thông qua. Sau đó chính phủ ban hành một sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp y tế. Chính phủ sẽ thông báo với Thượng viện và Hạ viện về những biện pháp cụ thể được áp dụng trong thời gian có tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp đó cho phép Thủ tướng Philippe ban hành những sắc lệnh liên quan đến việc giới hạn các quyền tự do đi lại, tự do hội họp hay việc trưng dụng những công cụ và các nguồn nhân lực cần thiết để đối phó với dịch COVID-19. Đứng đầu trong số đó là biện pháp trưng khu trưng thu khẩu trang y tế. Như giải thích của phát ngôn viên chính phủ Pháp, bà Sibet Nadia. ngoài ra chính phủ có thể ban hành những biện pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp điêu đứng vì virus corona, mở rộng quyền hạn của các công ty trong việc sử dụng nhân viên, ấn định thời gian làm việc. Một điều khoản quan trọng khác là chính phủ được phép triển hạn thêm 6 tháng thẻ cư trú cho những người nhập cư hợp pháp. Tính đến chiều 18 tháng 3 năm 2020, trên toàn quốc có 9.134 ca nhiễm virus corona, 264 người tử vong và trên 900 trường hợp nguy kịch. Nga ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Vũ Hán. The Moscow Times, giới chức Nga hôm nay, thông báo nước này đã có ca tử vong đầu tiên vì virus Vũ Hán. Bệnh nhân là một phụ nữ 79 tuổi, được đưa đến một phòng khám từ hôm 13 tháng 3 và được chuyển đến một bệnh viện về các bệnh truyền nhiễm vài ngày sau đó và được chẩn đoán dương tính NCOV và được đưa vào khu cách ly chăm sóc đặc biệt do suy hô hấp. Bệnh nhân cao tuổi, mắc một số bệnh mãn tính bao gồm tiểu đường tuyếp 2, bệnh động mạch và tăng huyết áp, áp huyết. Svetlana Krasnova, bác sĩ tại bệnh viện bệnh truyền nhiễm Moscow số 2 cho biết hôm nay. Theo cập nhật của Worldometer, tính đến 17 giờ 36 giờ Việt Nam ngày 19 tháng 3, Nga ghi nhận 147 ca nhiễm virus Vũ Hán. Hàn Quốc phát hiện thêm ổ dịch virus Vũ Hán. Theo CNA, Hàn Quốc ngày 19 tháng 3 ghi nhận 152 ca nhiễm mới, sau 4 ngày liên tiếp báo cáo số ca nhiễm mới dưới mốc 100. Ổ dịch mới nhất của Hàn Quốc là một viện dưỡng lão ở thành phố Daegu. Địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi virus Vũ Hán. Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC, cho biết ít nhất 74 ca nhiễm virus Vũ Hán đến từ một viện dưỡng lão tại Daegu trong tuần này. Tuy nhiên, KCDC không nêu rõ có bao nhiêu ca trong số 152 ca nói trên có liên quan tới viện dưỡng lão. Theo cập nhật của Worldometer, tính đến 17 giờ 36 giờ Việt Nam, ngày 19 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 8.565 ca nhiễm virus Vũ Hán và 91 ca tử vong. Úc và New Zealand đóng biên giới với khách nước ngoài Theo Bloomberg, Úc và New Zealand quyết định đóng cửa biên giới với những người không phải công dân hoặc không cư trú dài hạn trên nước họ nhằm ngăn sự lây lan của virus Vũ Hán. Thủ tướng Scott Morrison nói với các phóng viên ở Canberra Ngày 19 tháng 3 rằng Úc cấm người không cư trú dài hạn non-resident hoặc không phải công dân nước này non-citizen nhập cảnh bắt đầu từ 21 giờ ngày 20 tháng 3 giờ địa phương. Trong khi đó, lệnh cấm tương tự của New Zealand sẽ có hiệu lực vào nửa đêm nay, thủ tướng Jacinda Ardern nói tại một cuộc họp báo ở Wellington tất cả nhân viên phục vụ Putin xét nghiệm C ncov điện Kremlin hôm 18 tháng 3 cho biết tất cả các nhân viên liên quan đến lịch trình của tổng thống Putin đều bắt buộc phải xét nghiệm ncov chúng tôi thực hiện mọi biện pháp cần thiết 24 trên 7 để bảo vệ tổng thống trước virus và các bệnh khác phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 18 tháng 3 tại Moscow. Ông Peskov cho biết ông và các quan chức cấp cao khác trong điện Kremlin đều đã xét nghiệm NCOV. Phát ngôn viên điện Kremlin từ chối cho biết liệu ông Putin đã xét nghiệm NCOV hay chưa, nhưng khẳng định Tổng thống được chăm sóc sức khỏe ở mức độ đặc biệt cao. Tổng thống Trump muốn gửi 1.000 USD cho mỗi người Mỹ. Tổng thống Trump đang xem xét kế hoạch gửi chi phiếu 1.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trừ người có thu nhập cao để hỗ trợ cuộc chiến chống virus Vũ Hán. Chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi gói kích cầu kinh tế trị giá 1.000 tỷ USD, trong đó bao gồm khoản chi 1.000 USD cho mỗi người dân Mỹ nằm hỗ trợ họ vượt qua khó khăn do virus Vũ Hán. Trong buổi họp tại Nhà Trắng hôm ngày 17 tháng 3, Tổng thống cho biết kế hoạch có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới và các chi tiết đang được hoàn thiện. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin cho biết những người có thu nhập cao sẽ không được hỗ trợ gói cứu trợ 1.000 tỷ USD sẽ bao gồm 50 tỷ USD cho các hãng hàng không chịu ảnh hưởng của đại dịch cùng 250 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, theo Reuters. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết cơ quan này sẽ duyệt gói ngân sách khẩn cấp trị giá nhiều tỷ USD được hạ viện Mỹ thông qua hồi tuần trước, khẳng định thượng viện Mỹ sẽ không nghĩ cho tới khi phê duyệt các khoản tiền giải cứu nền kinh tế. Ngân sách khẩn cấp giúp chi trả tiền nghỉ ốm lương cho người lao động, mở rộng khoản trợ cấp thất nghiệp và cung cấp gần 1 tỷ USD để bảo đảm lương thực cho trẻ em, người cao tuổi và nhiều nhóm dân cư trong quá trình ngăn chặn virus Vũ Hán. Chúng ta sẽ thắng dịch bệnh. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng nhanh hơn người ta nghĩ. Tôi hy vọng vậy. Tổng thống Trump cho biết theo VOA. Mỹ phản đối Trung Quốc hạn chế truyền thông quốc tế. Hãng tin phát News cho biết chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3 đã phản đối mãnh liệt việc Bắc Kinh hạn chế hoạt động của ba tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ tại Trung Quốc nói rằng hành động này của Bắc Kinh đã tước đi cơ hội tiếp cận với sự thật của người dân Trung Quốc và thế giới. Quyết định của chính quyền Trung Quốc về việc trục xuất các nhà báo quốc tế khỏi Trung Quốc và Hồng Kông là một bước đi nữa để ngăn chặn người dân Trung Quốc và thế giới tiếp cận thông tin chân thực về Trung Quốc. Hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ viết trên Twitter, Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc thu hồi quyền định trục xuất các nhà báo và dừng việc truyền bá thông tin sai sự việc về Vũ Hán. Trước đó, chính quyền Trung Quốc trong một tuyên bố nói rằng họ hạn chế hoạt động của ba hãng truyền thông Mỹ bao gồm The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal tại Đại lục và Hồng Kông. Đây được xem là hành động trả đũa của Bắc Kinh đối với việc Washington chế tài hoạt động của năm hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ và sau khi Hoa Kỳ gây gắt phản đối việc Trung Quốc vu cho họ phát tán virus nCoV cũng như việc Tổng thống Trump gọi virus SARS-CoV-2 là virus Trung Quốc. Tướng Mỹ nói về lực lượng tên lửa Triều Tiên trong đại dịch. Hoa Kỳ đã không phát hiện thấy hoạt động bất thường nào bên trong lực lượng tên lửa của Triều Tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Một quan chức cấp cao lầu năm gốc cho biết hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3 theo Yohab. Trong cuộc báo qua điện thoại với các phóng viên, tướng Mỹ Charles Richard đã nhận được câu hỏi về lực lượng, tên lửa Triều Tiên và các tác động của virus đối với lực lượng này. Xem xét qua mối đe dọa đối với quốc gia chúng ta, đó là điều chúng tôi quan sát mỗi ngày. Ông trả lời, tới nay chúng tôi chưa thấy bất kể điều gì bất thường ngoài những gì chúng tôi cho là hoạt động bình thường hàng ngày của bất kể lực lượng nào. Hiện Triều Thương vẫn chưa thông báo có ca nhiễm nCoV nào, tuy nhiên quốc gia bí ẩn này có nguy cơ cao nằm giữa Trung Quốc, nơi Pháp, Đại dịch và Hàn Quốc trong những tâm dịch COVID-19 của thế giới. Truyền thông Iran cảnh cáo người dân về thảm họa COVID-19. Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3 cảnh cáo rằng dịch COVID-19 có thể giết chết hàng triệu người nếu người dân tiếp tục phớt lờ và khuyên về sức khỏe và an toàn theo Fax News. Phóng viên truyền hình nhà nước và cũng là một bác sĩ y khoa bà Afuz Islamic đã đưa ra cảnh cáo nặng nề này sau khi những người biểu tình CIA tập trung ở sân của hai ngôi đền lớn nhất đã bị đóng cửa tại do đại dịch COVID-19. Và Afu Aslami nói rằng nếu người dân không tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch thì có thể làm sập hệ thống y tế vốn đã khó khăn của Iran nếu chúng ta không đủ các cơ sở y tế phục vụ. Sẽ có 4 triệu ca nhiễm và 3,5 triệu người chết, và Aslami nói. Iran hiện là quốc gia có số nhiễm tử vong vì ncov cao nhất thứ ba thế giới sau trung quốc và ý the world the dometer tính tới sáng ngày 18 tháng 3, iran có 16.169 người nhiễm bệnh tăng 1.178 và 988 người chết tăng 135 phụ nhân mỹ melania đóng quảng cáo chống virus vũ hán Reuters đưa tin các đài truyền hình lớn của Mỹ sẽ phát đoạn quảng cáo, trong đó đệ nhất phu nhân Melania Trump kêu gọi và hướng dẫn rửa tay đúng cách nhằm chống virus Vũ Hán. Nhà Trắng hôm 18 tháng 3 cho biết bà Melania xuất hiện trong một đoạn quảng cáo hướng dẫn về cách rửa tay và giữ khoảng cách với người khác đề phòng chống dịch bệnh. Nội dung quảng cáo hướng khán giả truy cập vào trang web chứa đầy đủ các thông tin về COVID-19. Coronavirus.gov Quảng cáo này sẽ được nhiều đài truyền hình như ABC, CBS, NBC và nhiều đài khác phát sóng. Anh đóng cửa trường học để chống virus Vũ Hán. Các quan chức Anh vào thứ Tư 18 tháng 3 thông báo rằng tất cả các trường học trên cả nước sẽ đóng cửa vô thời hạn, bắt đầu từ thứ Sáu để hạn chế sự lây lan của virus Vũ Hán, đã lấy đi thêm 33 sinh mạng người dân, theo Fox News. Theo BBC, yêu cầu mới này vẫn có ngoại lệ. Các trường học dành cho con em của những người làm việc trong các dịch vụ công, công thiết yếu hoặc trong hoàn cảnh khó khăn sẽ vẫn tiếp tục mở cửa. Anh đang trở thành một trong những tâm dịch COVID-19 ở châu Âu. Theo thống kê của World tính tới hết ngày thứ tư sau 24 giờ, nước này có thêm 676 ca nhiễm bệnh, đưa tổng số người dương tính với virus Vũ Hán ở nước này lên 2.626 người, trong đó có 104 trường hợp tử vong. Mỹ thông qua luật hỗ trợ khẩn cấp dịch virus Vũ Hán Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật hỗ trợ tài chính khẩn cấp để phòng chống dịch COVID-19 vào thứ Tư 18 tây tháng 3. Với số phiếu tán thành 90 trên 8, dự kiến dự luật này sẽ nhanh chóng được Tổng thống Donald Trump ký ban hành, theo SCMP. Một trong những điều khoản của dự luật này quy định người dân sẽ được trả lương trong trường hợp nghỉ việc để làm xét các xét nghiệm NCOV hoặc chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Chi phí cho các xét nghiệm virus Vũ Hán cũng sẽ được miễn phí. Đạo luật cũng bao gồm điều khoản chi tiền hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Dịch viêm phổi COVID-19 do virus Vũ Hán gây ra đang diễn biến theo nhiều chiều hướng xấu tại Hoa Kỳ. Theo cập nhật của Worldometers, tính tới sáng nay 19 tháng 3, Mỹ có 8.998 người nhiễm bệnh tăng 2.587 ca, 150 người chết, tăng 41 ca. Mỹ và Hàn đang đàm phán chia sẻ chi phí quân sự. Hoa Kỳ vẫn cam kết tìm kiếm một thỏa thuận chung có thể chấp nhận được với Hàn Quốc về việc chia sẻ chi phí cho quân đội Mỹ đóng quân trên bán đảo Triều Tiên. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư ngày 18 tháng 3, John Hạp đưa tin. Đây là một vòng đàm phán thứ bảy giữa hai bên. Vòng đàm phán này được khởi động lại vào thứ ba tại Los Angeles sau hai tháng gián đoạn. Dự kiến dự kiến đoàn đàm phán hai bên sẽ kết thúc các thảo luận trong hai ngày. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ cho nghỉ việc bắt đầu từ 1 tháng 4 khoảng 9.000 người Hàn Quốc người Hàn Quốc đang làm việc tại căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại bán đảo Triều Tiên. Ý có thể cấm hoạt động ngoài trời vì virus Vũ Hán. Chính phủ Ý hôm thứ Tư 18 tháng 3 nói rằng có thể sẽ cấm các hoạt động ngoài trời để ngăn chặn tối đa sự lây lan của virus Vũ Hán đang bùng phát ở nước này, theo Reuters. Ý là quốc gia phương Tây đầu tiên áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại gắt cao nhằm ngăn chặn COVID-19 Tuy nhiên, sau một tuần áp dụng các biện pháp mạnh mạnh tay, số người nhiễm virus Vũ Hán và tử vong vì loại virus này vẫn tăng cao. Tính tới hết ngày thứ tư, có ở Ý có 35.713 người nhiễm bệnh, tăng 4.207 và 2.978 tăng 475. Các bệnh viện thuộc phía Bắc Ý hiện ở tình trạng quá tải do lượng bệnh nhân COVID-19 dồn về quá nhiều. Chính quyền khu vực Lombardy tâm dịch COVID-19 ở Ý hôm thứ Tư đã yêu cầu những nhân viên y tế mới nghỉ hưu quay trở lại bệnh viện để giúp chống chọi với đại dịch. Trước đó một ngày, chính phủ Ý đã cho phép 10.000 sinh viên năm cuối ngành y không phải thi tốt nghiệp để hành nghề sớm hơn, gần một năm nhằm bổ sung thêm nhân sự phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp năm mới, Iran ân xá 10.000 tù nhân. Lãnh đạo tối cao Iran, Azatullah Ali Khamenei, sẽ ký lệnh ân xá cho 10.000 tù nhân, bao gồm cả những tù nhân chính trị trong dịp nước này, mừng năm mới theo phong tục riêng, Reuters đưa tin. Hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 3, ông Klaus-Lam Hossein Esmali, phát ngôn viên của hành tư pháp Iran cho biết, Khoảng 85.000 tù nhân đã được tạm thời phóng thích, bao gồm các tù nhân chính trị để hạn chế sự lây lan của virus Vũ Hán. Chính phủ Iran nói rằng nước họ có 189.500 tù nhân. Một quan chức của Liên hiệp quốc tin rằng trong số các tù nhân này có hàng trăm người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 11 năm ngoái. Những người này có thể nằm trong số tù nhân được ân xá lần này. sinh viên ngành y ở Ý sẽ tham gia chống dịch COVID-19. Ý sẽ đưa 10.000 sinh viên ngành y sắp tốt nghiệp tham gia chống COVID-19 nhằm giảm bớt khó khăn cho các nhân viên y tế của nước này theo Reuters. Bộ trưởng Bộ Đại học Ý Gattano Manfredi cho biết chính phủ cho phép sinh viên sắp tốt nghiệp ngành y bắt đầu công việc của mình sớm hơn 8 hoặc 9 tháng so với dự kiến và họ sẽ không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc như mọi năm. Cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Ý đã đẩy các bệnh viện đến chỗ quá tải. Các cơ sở y tế nước này đang tìm mọi cách để củng cố hệ thống của mình, kể cả phải tranh giành nguồn lực với các cơ sở y tế khác trong bối cảnh số người nhiễm bệnh trên toàn quốc tăng nhanh chóng. Số người chết vì COVID-19 ở Ý đã tăng lên 2.503. Trong 24 giờ qua, cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết, trong khi tổng số trường hợp được xác nhận dương tính với COVID đã tăng 31.506 so với con số 27.980 một ngày trước. Brazil bắt tù nhân trốn thoát trước lệnh phong tỏa chống COVID-19. Brazil đã bắt trở lại gần 600 tù nhân trốn khỏi 4 nhà tù trước khi phong tỏa tất cả các cơ sở giam giữ tội phạm để chống dịch COVID-19. Trong khi đó, vẫn còn khoảng 800 tù nhân đang lẫn trốn, chính quyền, nhà tù bang, Sao Paulo cho biết trong một thông báo hôm thứ Ba. Theo Reuters, vào thứ Hai ngày 16 tháng 3, có tổng cộng 1.389 người đã trốn thoát khỏi bốn nhà tù ở bang Sao Paulo sau khi họ rời nơi giam giữ để đi lao động hoặc học tập. Để tránh sự lây lan của Covid chính quyền bang Sao Paulo đã kế hoạch dừng các hoạt động lao động và học tập của tù nhân bên ngoài khuôn viên nhà tù. Theo các quan chức nhà tù, việc phong tỏa chống dịch COVID-19 như vậy sẽ mang lại lợi ích cho 34.000 tù nhân và các quản giáo của cũng như nhân viên phục vụ trong các nhà tù. Tổng thống Trump đang cho soạn thảo các xác lệnh đưa các chuỗi cung ứng y tế một vị quan chức Hoa Kỳ cho biết ông đang soạn thảo một sắc lệnh cho Tổng thống Trump nhằm di dời các chuỗi cung ứng của y tế Hoa Kỳ ở nước ngoài về Mỹ. Vào ngày 16 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CNBC, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại Nhà Trắng, nói rằng Hoa Kỳ hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ là thuốc mà còn cả vật tư y tế và thiết bị y tế nội dung của sắc lệnh là phải mang tất cả chuỗi cung ứng về nhà để chúng ta không phải lo lắng về sự phụ thuộc vào nguồn cung nước của nước ngoài. Ông nói là cho biết thêm rằng 70% các thành phần được sử dụng trong dược phẩm cao cấp tại Mỹ hiện nay là đến từ nước ngoài. Ông Navarro cũng cho biết cụ thể Hoa Kỳ hiện đang phụ thuộc vào nước nào, nhưng các chuyên gia từ lâu đã chỉ ra sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào Trung Quốc bà Rosemary Gibson, một cố vấn cấp cao cấp tại trung tâm Hastings, một viện nghiên cứu đạo đức sinh học, và đồng tác giả cuốn sách Trung Quốc AX phơi bày những rủi ro phụ thuộc của Mỹ đối với Trung Quốc về dược phẩm, đã nói với tờ Epoch Times rằng đó là một rủi ro đối với an ninh quốc gia chúng ta. Đối với các loại thuốc theo toa 90%, thành phần cốt lõi, hóa chất và thành phần đều khác đều phụ thuộc vào Trung Quốc. Bà Gibson nói với Epoch Times. Bên cạnh đó, tờ, theo tờ Hill, Tổng thống Trump trong nhiều năm luôn khẳng định rằng nước Mỹ đã quá phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hiện nay đã chứng minh điều đó. Giờ đây, với sự bùng phát dịch Covid-19 trên toàn thế giới, có thể khiến quá trình chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc được đẩy nhanh hơn khi các công ty bắt đầu nhận ra những nguy cơ đến từ trung quốc quốc gia độc tài có quá nhiều quyền lực đối với chuỗi cung ứng của họ sau khi bắc kinh đặt hàng trăm triệu công dân của mình dưới sự cách ly đóng cửa phần lớn nền kinh tế trong nhiều tuần nhu cầu đa dạng hóa các điểm sản xuất đã trở nên rõ ràng đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới vũ tuấn và ngọc dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả xin hẹn quý vị vào tuần sau